Em xin chào các bác. Bên em vừa về được một lô lưu điện cũ, hàng thanh lý văn phòng các bạn. Lô này có tổng là 21 cái, tất cả thì đều hoạt động tốt. Công suất là 600 VA các bác nhé. Sử dụng bình ắc quy 12V. Giá bên em thanh lý là 290.000 trên một cái, chưa bao gồm ắc quy các bạn. Chiếc UPS này thì các bác có thể lắp ắc quy ở bên trong hoặc là lắp bên ngoài cũng được. Nếu các bác lắp bên ngoài thì có thể chọn được những ắc quy dung lượng lớn và kích thước lớn hơn các bạn. Giá rất rẻ cho một bộ lưu điện có hai chức năng, vừa dùng để sạc bình ắc quy và vừa để kích điện từ 12V lên 220. Hoặc là các bác sử dụng nó đúng chức năng là một bộ lưu điện các bạn. Các bác có thể sử dụng nó làm bộ lưu điện cho máy tính hoặc là hệ thống camera. Nếu các bác chỉ để dùng nó để sạc bình thì các bác kết nối với bình các bạn, kết nối với bình như thế này. Rồi các bác cấp nguồn điện 220 vào. Đây là cái đường cắm vào điện 220 đấy các bạn. Các bác cắm vào là nó sạc bình thôi. Cái UPS này nó sử dụng với bình tối đa là 50A các bác nhé, 50A trở lại được. Với công suất là 600 VA thì các bác có thể sử dụng với các thiết bị điện như là quạt thắp sáng, TV. Đấy. Các thiết bị có công suất dưới 360W các bạn. Và nó sóng của nó là sóng sin vuông các bác nhé, sóng sin mô phỏng. Khi mà các bác cần sạc thì các bác sẽ cắm vào điện lưới. Còn các bác muốn kích điện lên ấy, thì bên này nó sẽ có một cái nút công tắc này các bác. Các bác sẽ giữ một lúc này. Đó. Đấy, nó sẽ ra điện 220 ở trên này các bác. Đấy, có nghĩa là nó sẽ chuyển đổi nguồn từ 12V này. Đấy, nó sẽ lấy nguồn điện 12V từ ắc quy. Và nó sẽ chuyển đổi lên 220. Các bác sẽ lấy điện ra ở đây ạ. Cái cổng này nó sẽ ra điện 220 các bác nhé. Em sẽ lấy một cái bóng điện để thử cho các bác xem. Đây, bóng điện 220 các bạn. Đây, cả ba cổng này thì đều là đường ra 220 hết các bạn. Còn lưu điện này nó chạy liên tục các bác nhé. Nó không ngắt giống như một số cái dòng lưu điện giá rẻ. Nhưng mà sóng của nó vẫn là sóng sin mô phỏng thôi các bạn. Giá thanh lý là 290.000 trên một cái các bạn, chưa gồm ắc quy. Cái bộ này thì một lát nữa thì em cũng gửi cho khách. Trước khi gửi thì em cũng bỏ ra để test trước khi gửi cho bác ấy. Cái lô này có 21 cái nhưng mà tất cả thì đều hoạt động tốt các bạn. Và hình thức thì cũng tương đối là đẹp. Toàn là hàng thanh lý văn phòng thôi các bạn. Đấy, giá trên thì chưa gồm ắc quy các bác nhé. Về các bác sẽ phải có thêm ắc quy để lưu trữ. Công suất là 600 VA các bạn. Đấy, nó có vừa có sạc lại bình ắc quy bằng điện lưới, vừa có kích điện từ 12V lên 220. Nếu các bác sử dụng nó là một bộ lưu điện thì các bác sẽ cần một cái bình ắc quy như thế này. Các bác sẽ cấp nguồn điện lưới vào, cắm điện lưới vào các bạn. Khi có điện thì nó sẽ dùng điện lưới, trực tiếp điện lưới. Còn khi mất điện thì nó sẽ chuyển sang dùng điện bình ắc quy. Tránh gián đoạn cho hệ thống máy tính, hệ thống camera. Cách đây khoảng nửa tháng thì bên em cũng đã về một lô như này rồi các bạn, có mười mấy cái. Thì hầu hết là toàn anh em thợ lấy về để lắp đặt cho khách hàng, sử dụng làm lưu trữ cho hệ thống máy tính, hệ thống camera. Đấy, còn các bác có thể mua về để chỉ là sạc bình hoặc là về là làm một bộ kích điện dự phòng. Khi là mất điện thì các bác có thể kích điện từ 12V lên 220 để có thể là chạy quạt hoặc là thắp sáng. Vì bộ này nó cũng giá cũng rất là rẻ đó các bạn, 290.000 thì nó cũng chỉ ngang với một
các bác mua một cái bộ sạc ắc quy thôi, mà trong cái đó là con này nó vừa có sạc ắc quy rồi mà cũng vừa có kích điện từ 12V lên 220, rất là tiện, hai trong một các bạn. Ví dụ như các bác sử dụng làm bộ lưu điện dự phòng thì chỉ cần mua thêm ắc quy thôi, cắm cái đường điện lưới này vào này các bác này, lúc nào điện lưới nó cũng sẽ nuôi điện cho cái ắc quy, nó tránh bị hỏng ắc quy các bạn. Thường thường ví dụ như anh em mua ắc quy về để làm mua thêm một bộ kích ý, thì nhiều khi mình để lâu mà không sạc ắc quy nó tiêu điện đi, nó dễ cũng sẽ nhanh tuổi thọ của ắc quy nó cũng sẽ giảm đi. Chính vì vậy nên là khi các bác dùng bộ lưu điện này thì cắm điện liên tục vào ấy, nó sạc nó sẽ tự ngắt các bác nhá, khi đầy thì nó sẽ tự ngắt, mất điện thì nó sẽ chuyển sang dùng điện ắc quy, vừa bền ắc quy mà lại còn tránh gián đoạn khi mà các bác đang dùng một số thiết bị điện như là máy tính hoặc camera. Đấy, các bác quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ. Cảm ơn các bác.